Xka Smart Shop giới thiệu, móc treo quần áo 3 tầng và 5 tầng tiện ích đa năng tiết kiệm diện tích. Quần áo của bạn và người thân ngày càng nhiều lên mà tủ đựng đồ thì không thể to lên được. Xin gửi tới các bạn một giải pháp hoàn hảo để treo quần áo gọn gàng tiết kiệm diện tích, đó chính là móc treo quần áo 3 và 5 tầng thông minh tiện ích đa năng. Quần áo thì quá nhiều mà tủ thì nhỏ, liệu có thể vắt 3 chiếc quần áo trên cùng một chiếc móc để tiết kiệm diện tích không? Điều này hoàn toàn có thể nếu bạn sử dụng sản phẩm móc treo quần áo 3 và 5 tầng đa năng mà chúng tôi giới thiệu sau đây. Móc treo đa năng nhiều tầng tiết kiệm diện tích sẽ là giải pháp hoàn hảo nhất với những chiếc tủ quần áo chân cứng. Móc treo với kiểu nhiều tầng lạ mắt sẽ là giải pháp hoàn hảo nhất với những chiếc tủ quần áo chân cứng. Sản phẩm giúp bạn dễ dàng sắp xếp quần áo, vật dụng một cách gọn gàng, tiết kiệm được không gian tối ưu. Thiết kế đặc biệt thích hợp với mọi loại quần áo, từ áo khoác dày, quần jean cho đến đầm, áo, váy, giúp quần áo bạn luôn phẳng view và đẹp mắt. Móc treo được thiết kế với nhiều tầng nên bạn có thể dễ dàng lấy bất kỳ chiếc quần áo nào mà không hề ảnh hưởng tới những chiếc khác cùng móc, tiết kiệm diện tích và số lượng móc trong tủ quần áo. Dễ dàng lấy đồ khi cần với thiết kế thông minh gồm nhiều tầng so le nhau, giúp bạn có thể treo được nhiều đồ hơn mà không hề chiếm diện tích. Thiết kế đặc biệt này giúp bạn có thể dễ dàng lấy bất kỳ chiếc quần nào mà không hề ảnh hưởng tới những chiếc khác cùng móc. Với sản phẩm móc treo quần áo đa tầng thông minh độc đáo sẽ giúp cho phòng tắm, phòng ngủ, không gian nhà bạn trở nên gọn gàng và ngăn nắp hơn. Với chất liệu kim loại cao cấp phủ sơn tĩnh điện nên móc treo quần áo đa tầng tiện ích đa năng này có khả năng chịu lực treo lên đến 5 kg. Nếu bạn là người luôn chỉnh chu thì sản phẩm móc treo quần áo đa tầng này chính là một sản phẩm đồ gia dụng tiện ích góp phần cho nhà bạn luôn gọn gàng sạch đẹp. Hãy sở hữu ngay để trải sự tiện lợi này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy nhấn like và đăng ký để nhận thêm nhiều video hơn nữa. Mọi liên hệ xin vui lòng để lại comment bên dưới hoặc liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline hay truy cập website theo đường link trên màn hình. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like và bật chuông đăng ký để nhận được thêm nhiều video mới hơn nữa. Và bên cạnh là một số video khác, các bạn nhấn ngay để xem nhé.